đầu tiếp cận với nguồn nước ấy. Nhưng mà cũng với lại nhớ với lại bán chuyên thì là cái mức độ đó thì là vừa, tại vì là cái giá thành nó cũng vừa phải. Thì hiện tại thì là cũng bên shop đó cũng có một cái phần chia sẻ với lại cái chỗ của mình, đó là các cái thành viên ở đây thì nếu mà mua ở bên đó thì nó thì sẽ có cái phần ưu đãi. Hiện tại là ví dụ như giấy này thì đây là A3, cỡ A3 thì 19 ngàn một tờ, thì là hai tờ là 38 ngàn. Nhưng mà nếu mà đăng ký ở đây thì mọi người sẽ mua được là 36 ngàn. Đó. 32 có phần giới thiệu đăng ký rồi thì không sao cả, chắc chắn là có sai nói sai thì mọi người cũng được chứ mà. Đó thì là hôm nay thì sẽ có thể là bây giờ sẽ phạt mọi người một tờ đấy để phạt nhiều cái gì đấy. Với lại bên này thì là chắc là sẽ thử để mọi người có thể có được những cái đại kiện này. Thì bé xong không là anh đứng lên cầm vậy. Chú ý cái loại giấy này là nó có hai mặt nha, hai mặt rất là rõ ràng. Thì là tại sao lại phải phân biệt được cái mặt trái mặt phải, là vì ở đây á, cái giấy mà nó sản xuất cho nguồn nước là nó có cái giảm, đó là khi mà người ta ép cái giấy này thành như vậy thì ở giữa hai cái lớp giấy thì là người ta có một cái lớp keo nằm ở giữa, xong rồi cái bề mặt mà mặt chính nhất nó sẽ có một lớp keo nhẹ ở đây nữa. Thì mục đích của cái lớp keo này đó là khi mà mình vẽ cái nguồn nước lên thì nó cái độ ẩm của keo nó lên và nó kết nối về cái màu và nó giữ cái bề mặt này tốt, và về lâu dài nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đó, còn nếu mà mình vẽ bề mặt ở bên sau này á thì nó có cái lớp keo để giữ đó, thì vẽ cái nguồn nước vào trong cái tờ giấy này nhanh hơn và làm cho cái độ loang của mình không kiểm soát cái độ loang ở trên này. Thứ hai là khi nó còn ướt thì nó đọc, nhưng mà khi mà khô thì nó sẽ xuống nó xuống cái độ đồng nạt nó sẽ xuống rất nhiều, nên là cái giấy này là cái bề mặt nó khô hơn đó, là cái mặt chính. Mọi người có thể tải nghiệm thử lần lượt qua các cái bề mặt đã xong. Cái này là cái cấu trúc nó khá là nhiều cho nên là cũng cần đặt cái vị trí nó chắc chắn một chút xíu. Có bằng lăng thơm rồi hả? Em chỉ nghe bảo thôi, em chưa từng trực tiếp ngủ đi về. Tùy theo từng cái vị trí của hoa mà mình có thể thay đổi cái sắc tím một chút xíu.